đời vui lắm nha.
trăng đắp hàng góc sao. Chưởng đang thần nhất lũ nhóc men bên giống có đèn cần tức làm vô miền Tây không có như không phải dễ. Chỉ cần gật đầu anh luôn cho phải lễ ba con lối sớm hôm em tài kế một đời yên ngắm khi có được chạy sai quê. Vậy nào người ơi ga ghé, vậy đi vậy đi vậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lần xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà khách tham gia mời em đi về quê anh chèo xuống ba la mà xa đã ngoài không xa không tình ta được nhìn em luôn vui vui là đời mãi luôn em bình muốn em là má của con anh mà sao này muốn em là con của tía má lâu dài nhất bài thiên địa vì bài cao đường phụ thể giao bài đêm nay ta sai ta bài tăng hai qua ngàn vạn anh giờ dạ dạ nguyện ước trăm năm thành đôi giờ mình cùng tính đi ôi dồi ôi dồ rồi bầy quá thương em nở năm ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trong đời anh hứa sẽ không hai lòng kết thông cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng, kết thông gia hai nhà ta, từng dinh qua gặp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Từng này nguyện chào em đám say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi chơi.
sâu đợi chi dài đầu con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa chỉ ăn cái tính thiệt tha đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây cho duyên tình quê thêm đậm sâu trong cao thắm tươi dân giá qua rồi mình đám cưới anh ơi dân nhạc bằng cung rộn ràng mừng cô dâu mới chú thấy cháu này xanh bước con ra
đi cho con lớn đến ngày hôm nay, đó là cái ơn nghĩa của chú thầy. Hôm nay là mời tất cả ông bà cô bác đến đây để mà dự cái lễ. Cô anh cũng đó là xin chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi sau đó là tặng tám món quà kỷ niệm. Rồi thôi giờ. Rồi giờ tới Tam An. Ngày thứ xứ hai đó giờ tặng là một món quà. Món quà cho hai cháu. Hồi nãy rồi anh. Cô Tư, cô Vũ, cô Tư, chỗ này làm thống tốt, chụp hình đấy đi, lựa bữa khẩu cho Hiền. Thôi hôm nay chị cũng tặng cho hai cháu chút ít. Mấy nhà đâu? Chúc cháu hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Mời, mời, mời. Còn dùng bánh đi, dùng bánh lớn. Mời không được chưởng gì cũng phải là cái lễ công cô cũng vừa xong rồi, tôi cũng phải là thỉnh hỏi nhà gái để ra nhận tiền. Mời mời. Đến việc dự máy tại ngày sau, tình yêu luôn là một đề tài vĩnh cửu với muôn vàn màu sắc khác nhau. Song vẫn có một điểm chung, khi bước vào tình yêu khi hai trái tim đều hòa chung nhịp đập, thì những đôi ngon luôn cũng nối kết bằng nhau trong một đống duyên, nguyện như chim nhìn cánh nghe cây bên cạnh. Và đôi duyên của chúng ta ngày hôm nay cũng không nằm ngoài lề đấy. Kính thưa quý vị, ngày xưa có câu yêu nhau trong quãng xa gần, cầu không tới vĩnh cũng lòng mà sang. Yêu nhau trong quãng với lòng thân, mấy sông cũng lội mấy đều cũng qua. Yêu nhau chẳng ngày đường xa, đá vàng quý phồn bờ cũng lường. Dạ vâng, yêu vật yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi người chúng ta, là món quà vô cùng giá trị một cuộc sống đã ban tặng. Sau thời gian biết và tìm hiểu, chú nghệ Tấn Hải cùng cô dâu Thanh Thảo đã tìm chọn cho mình được một bến bờ của hạnh phúc và được sự đồng thuận của hai bên gia đình. Đã chọn ngày là tháng tốt, là ngày 23 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 9 năm nhâm dần này, tổ chức bữa tiệc tân hôn tại tờ giấy chứng minh cho tình yêu đó của họ. Đồng thời kính mời cô chú anh chị bạn bè thân hữu gần xa đến chung vui cùng với gia đình. Và đây cũng chính là lý do chính mà chúng ta có mặt trong bữa tiệc tân hôn ngày hôm nay. Vâng, không cho quý vị đợi chờ lâu, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cổng hoa để chào đón đôi tân nương tân hôn đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay ạ. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn thay cho tiếng pháo cười rộn rã chào đón sự ra mắt của chú nghệ Tấn Hải cùng cô dâu Thanh Thảo. Và xin quý vị, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phụ chúng con cha, tăng tàu sông mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
đôi ân trượt của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Đó là không quên công ơn to lớn sinh thành dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ đã nuôi nấng cho họ đến ngày trưởng thành và thành gia lập thất ngày hôm nay, nhân ngày trọn đời của đệ mình. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Dương Văn Lý cùng bà Nguyễn Thị Úc là song thân của chú Gậy Tấn Hải bước lên lễ đài để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Thế và bây giờ cùng tôi thấy vị quan khách quý nơi đây, đó là đôi duy ngân đẹp nhất hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú Gậy Tấn Hải cùng cô dâu Thanh Thảo cùng hai bên song thân của đôi duy ngân. Và để đáp lại tấm cho tình của toàn thể vị có mặt trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay, đại gia đình chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình chào đón quý vị một lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa để đáp lời thôi. Một lần nữa để đáp lời tấn cho tình của tổ thể quý vật khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời chủng tộc bên họ nhà gái, đại diện hai bên gia đình sẽ bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu gửi đến quý vị ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa ông trưởng ngày trai. Tôi là bác của cô dâu, cũng là đại diện cho họ nhà gái, cũng có đôi lời trước nhân tin nhất là xin cảm ơn sự đồng nghiệp gia đình đã tiếp đón họ nhà gái chúng tôi thật là nhiệt tình. Đó là một lời vinh hạnh của gia đình chúng tôi và dòng họ của bên họ nhà gái. Còn hôm nay cái việc tuyên bố về lý do này thì nhờ cái ông nhiếp ảnh, có cái ông đại diện FC đây nói chuyện gì đó này cho hai trẻ, hai cháu nó cùng hai xu gia hai bên, chứ còn vấn đề lấy này nè do là ông hiếp chứ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn lời bác trưởng rất dễ thương và chân thành của bác ba cô dâu đã gửi đến toàn thể quý vị quan khách ngày nay, đại diện của hai bên gia đình. Mời lần nữa xin chân thành cảm ơn ông và chúc ông luôn nhiều sức khỏe, xin trả về bằng việc tăng thường của ông ạ. Vâng, các thưa vị và MC Kiều Trang sẽ kết tiếp lời. Xin cảm ơn quý khách cầu ngày đều xa xa xôi những chút thời gian quý báu của mình để đều có mặt thật đông đủ và cùng gia đình không Sài Gòn về. Trong lúc đón tiếp cũng như tiếp đại có điều gì sơ sót, mong quý vị thường tình bỏ qua vì tình thương mến thương, vì hạnh phúc của đôi gương trẻ ngày hôm nay mà thông cảm. Xin chúc cho toàn thể quý vị có buổi tiệc thật vui vẻ, thật ngon miệng và tràn đầy ý nghĩa. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị hướng mắt về phía sân khấu một lần nữa để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của đôi gương bắt đầu nghi thức rước rượu sâm banh mừng ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Câu hỏi
suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời, bạn bè nó kêu coi từ ngày mai cưới giờ em nói xui. Cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình. Chuyện kia từ từ tính xa, mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu. Thì mày mới bước đâu mới 30, còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám. Tính tới chuyện gia đình mà xui ghê, anh lại dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng. Theo anh là xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tịch tình tan, không khí hôm nay đồn đầy. Thêm dắt con dâu về nên sớm chơi sớm với ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi mua chiếc cái đế tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao, lúc con dâu ngoan về nhà. Thì mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi, họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu, không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau. 1, 2, 3 vô khui bia đi bạn ơi, lên bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy, tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây thì mai ấm con cháu xưng đây. Đến tương lai thân ngày hôm nay con xin phép lại. 1, 2, 3 vô khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy, tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi.
đây môi, đồ ăn vừa nắng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, bao hoa bấm nút là nổ. Vòng tiền vàng bạc, nàng cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hóa thì khổ, nhà là phải có ruby thì hổ. Nhà đã hết sách cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mất ba bà mà ngành giờ. Say đắm tình lẫn phương, mẹ đừng nhiều lắm, anh là bếp bôi, đơn giản anh yêu là anh kiếm thôi. Anh đứng thẳng
em sao lâu, anh cứ những em mới bao đầu. Ngập ngập lần đầu quẹt giá lâu, có TikToker với giá tô. Chuyện chính tình thương là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm tình lẫn thường. Mẹ đừng hiểu lầm, anh là bé tôi, đừng dẫn anh yêu là anh cứ thôi. Oh, oh, oh. Lên những khát khao nồng cháy, tựa như nắng tuôn trào.